Xin kính chào quý bạn và các vị đã đến với bản tin Liên Quân trên kênh YouTube Khánh Hy. Vừa rồi thì Apple đã công bố những ứng dụng và trò chơi phổ biến nhất trong năm 2023. Trong bảng xếp hạng cuối năm được bản địa hóa dành cho người dùng tại hơn 35 quốc gia và khu vực. Trong đó tại khu vực Việt Nam, ở mảng game thì Gazena Liên Quân Mobile đang là tựa game đứng ở vị trí số 1 thuộc danh mục game miễn phí phổ biến nhất trên cửa hàng này. Kế tiếp cũng là một tựa game khác thuộc nhà Gazena, đó là Free Fire. Trong khi đó, với kho ứng dụng Google Play dành cho các thiết bị Android của Google thì Gazena Liên Quân Mobile cũng đang nằm trong top 10 game miễn phí phổ biến nhất trên chợ ứng dụng này. Như vậy, có thể thấy tuy đang gặp rất nhiều vấn đề bất cập như là bug bẩn và hack map, nhưng mà Liên Quân Mobile vẫn đang sống mạnh, sống khỏe tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó nhá, ở các thị trường nước ngoài, AOV hiện đang là dead game và không còn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ cũng như là nhà phát hành. Vì vậy mà động thái mới đây của cha đẻ Liên Quân Mobile đã khiến nhiều game thủ bàn tán xôn xao. Kể từ khi tin đồn sát nhập giữa hai tựa game được lan truyền, nhiều người chơi Liên Quân đã không khỏi lo ngại tới viễn cảnh tựa game yêu quý của mình bị 10 xu khai tử để tập trung đầu tư cho Vương Giả Vinh Diệu. Mà sự thật thì nó cũng đúng là như vậy rồi ấy chứ. Bởi vì giờ đây nhá, 10 xu có còn đổ tiền vào giải đấu của Liên Quân Mobile nữa đâu. Trước đây, nếu như giải đấu AIC 2022 có tổng giá trị giải thưởng là 2 triệu USD thì giờ đây, hai giải đấu quốc tế gần nhất của Liên Quân Mobile là APL 2023 và AIC 2023 thì mỗi giải chỉ có tổng giá trị giải thưởng là 500.000 USD mà thôi. Như vậy, về giá trị giải thưởng đã giảm tới 4 lần so với AIC 2022. Và dù cho chính 10 xu cũng đã từng khẳng định là sẽ duy trì cả hai tựa game, thế nhưng nỗi lo vẫn luôn thường trực trong tâm trí, khiến cộng đồng game thủ trong và ngoài nước phải quan ngại sâu sắc. Bởi biết đâu đó chỉ là những lời chốt lưỡi đầu môi, bởi lẽ trong quá khứ không ít nhà phát triển đã quay xe và tự đấm vào những chính lời khẳng định của mình để chạy theo xu thế chung của thế giới. Mà trong đó thì Riot Games là một ví dụ điển hình. Cái thời mà 10 xu còn nắm 100% quyền sở hữu của Riot Games ấy, thì anh 10 xu cũng ngỏ lời như thế này. Này Riot, anh thấy cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại của chú rất là hay, được rất nhiều người chơi yêu thích trên toàn thế giới và là một trong những thương hiệu eSports toàn cầu. Thế chú nghĩ sao về việc đưa tựa game Liên Minh Huyền Thoại lên nền tảng mới dành cho các thiết bị di động, khi mà giờ đây các thiết bị di động ngày càng tiên tiến, ngày càng mạnh mẽ và chắc chắn nhá là làn sóng dịch chuyển từ game trên máy tính qua chơi game trên các nền tảng di động sẽ nở rộ trong tương lai, thì đây chắc chắn sẽ là một miếng bánh béo bở để chúng ta có thể gặm. Ý anh là muốn em làm Liên Minh Huyền Thoại trên di động ạ? Chứ còn sao nữa, chú đang có sẵn nguồn nhân lực để phát triển Liên Minh Huyền Thoại thì chỉ cần chuyển đổi Liên Minh Huyền Thoại qua nền tảng di động là xong, có gì khó đâu. Còn anh thì sẽ bơm tiền cho chú để thực hiện dự án này. Chú cũng biết là anh chẳng có gì ngoài tiền, đúng chứ? Thế cho nên anh mới được gọi là mười xu. Ấy nhưng mà anh ơi, em biết là anh mạnh vì gạo, bạo vì tiền thật đấy. Nhưng mà đưa Liên Minh Huyền Thoại lên nền tảng di động thì không được đâu anh ơi. Vì người chơi đã quá quen chơi Liên Minh Huyền Thoại trên máy tính rồi. Mà khi đưa Liên Minh Huyền Thoại lên nền tảng di động ý, chắc chắn sẽ phải cắt bỏ rất nhiều thứ, có đó sẽ khiến game không còn giữ được tính nguyên vẹn và sự hấp dẫn như trên máy tính. Nên là bọn em sẽ không làm bản mobile cho Liên Minh Huyền Thoại đâu anh ạ. Ấy, chính vì thằng em Riot Game nó không nghe lời mà 10 xu mới giao cho Team Studio thực hiện dự án Vương Giả Vinh Diệu và phát hành ở Trung Quốc năm 2015. Sau đó sao ra một bản được gọi là AOV để phát hành ở các thị trường ngoài Trung Quốc kể từ năm 2016. Và rồi đến cuối cùng thì Riot cũng phải quay xe tự mình phát triển Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến, chính là bản mobile của Liên Minh Huyền Thoại. Ấy chính vì vậy mà chúng ta cũng không thể khẳng định được là liệu 10 xu có quay xe trong tương lai hay là không. Bởi nếu nói về 10 xu thì công ty này cũng đã từng phát biểu rằng giải AIC 2022 sẽ có tổng giá trị giải thưởng là 2 triệu USD. Ừ, đúng là giải AIC 2022 có tổng giá trị là 2 triệu USD thật. Nhưng mà họ cũng nói là giải AWC 2022 sẽ có tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 triệu USD. Nhưng mà nào có đâu. Bởi sau đó họ thấy bố nó bằng cái giải APL 2022 với tổng giá trị giải thưởng chỉ có 1 triệu USD mà thôi. Cho nên là không thể tin được những gì mà các nhà làm game họ nói đâu, bởi tất cả sẽ đều phải chạy theo doanh thu mà thôi. Cho nên trong tương lai hai tựa game có sáp nhập vào làm một thì cũng là điều rất bình thường. Bởi điều này nó còn phụ thuộc vào sự biến động của ngành công nghiệp game, khi mà khả năng Liên Quân Mobile tụt hạng nó vẫn đang xảy ra, và Vương Giả Vinh Diệu phiên bản quốc tế trở nên phổ biến nó vẫn còn đó.
Đặc biệt là khi càng ngày thì Liên Quân Mobile càng chết dần, chết mòn ở các khu vực lớn như là châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Brazil. Còn tham vọng lớn nhất của 10 xu hiện tại là phát triển vương giả vinh diệu trên toàn thế giới. Chính vì vậy mà mới đây, chính 10 xu cũng đã đưa ra động thái mới khiến lập luận của người chơi càng trở nên sắc đáng hơn. Cụ thể, động thái này diễn ra tại khu vực Brazil trước bối cảnh ngày càng nhiều số liệu đáng báo động mà Liên Quân Mobile ở khu vực này ghi nhận được khiến 10 xu đã không thể tiếp tục làm ngơ. Được biết, cách đây vài ngày, trên trang Instagram của Liên Quân Mobile Brazil đã đăng tải một thông báo đáng chú ý. Thông qua việc chuyển giao vị tướng Butterfly sang vương giả vinh diệu, đội ngũ phát hành đã đưa ra sự kiện liên kết tài khoản để trao quà cho game thủ. Nhiều game thủ khẳng định đây chỉ là một chiêu trò để 10 xu lôi kéo người chơi từ Liên Quân qua vương giả vinh diệu mà thôi. Từ việc giới thiệu và tri ân cho game thủ bằng các phần quà hấp dẫn thì quá trình liên kết tài khoản sẽ là bước đầu để cộng đồng game thủ tại khu vực này làm quen và thích ứng với vương giả vinh diệu. Nói không chừng, chỉ trong thời gian ngắn, hai tựa game sẽ hoàn toàn sáp nhập và làm một và có cộng đồng chung lớn mạnh hơn và bền vững hơn. Mà điều này cũng có thể lắm chứ, khi mà giờ đây Liên Quân có khác mẹ gì vương giả vinh diệu mới đâu. Từ bản đồ này, các tướng này, cho đến skin của Liên Quân và vương giả vinh diệu này cũng đang được Timmy Studio, nhà phát triển của hai tựa game này làm rất giống nhau. Nếu như trước đây, cả hai tựa game dù cơ bản là giống nhau nhưng vẫn luôn có sự khác biệt đáng kể, thì hiện tại Timmy Studio đang muốn người chơi cả Liên Quân lẫn vương giả vinh diệu làm quen với những gì mà tựa game còn lại cũng sở hữu. Đầu tiên, về bản đồ thì cả hai tựa game đang cực kỳ giống nhau, từ vị trí cho đến từng đường đi, các chi tiết nhỏ như quái rừng, thiết kế cũng tương tự nhau. Không chỉ có vậy, các skin chuyển giao giữa hai tựa game cũng liên tục được Timmy thực hiện. Với Liên Quân, các dòng skin có giá trị cao như là bậc SSS như Illumia Khải Huyền Thiên Hậu hay là mới nhất là Zena Huyền Cửu Thiên. Ngược lại thì nhiều skin đặc biệt của Liên Quân Mobile như là Tu Len Chí Tôn Kiếm Tiên, Zata Tác Gia Đương Đại hay là Zata S Dreamer cũng được mang sang vương giả vinh diệu. Trong khi đó nha, tướng mới của Liên Quân Mobile cũng đã được mang trọn vẹn ngoại hình và kể cả là kỹ năng đến từ game gốc. Mới nhất thì đó là vị tướng trợ thủ Minh giữ nguyên ngoại hình của Minh Thế Ẩn. Chưa hết, nhiều thông tin còn cho biết là hai vị tướng quen thuộc khác là Ái Linh và Vân Anh của vương giả vinh diệu cũng chuẩn bị được cập bến Liên Quân Mobile. Rõ ràng, đây không còn chỉ là sự kết nối khăng khít giữa hai tựa game, mà có vẻ như Timmy cũng đang muốn người chơi quốc tế dần quen thuộc với phiên bản vương giả vinh diệu nội địa của Trung Quốc và ngược lại. Bên cạnh đó, Timmy cũng đang cố gắng để xây dựng một sân chơi chung cho hai tựa game Vương Giả Vinh Diệu và Liên Quân Mobile. Tại KIC 2023 đang diễn ra, phiên bản kết hợp giữa Vương Giả Vinh Diệu và Azela of Valor đã chính thức được áp dụng. Theo đó, có 22 tướng Liên Quân góp mặt cùng 72 tướng của Vương Giả Vinh Diệu xuất hiện tại giải đấu này. Thậm chí nha, các game thủ thi đấu còn cực kỳ ưa chuộng các tướng của Liên Quân Mobile ở phiên bản này vì sức mạnh vượt trội. Do đó, nhiều trận đấu xuất hiện cả 10 vị tướng của Liên Quân đã xảy ra, khiến Timmy phải hạn chế bằng cách đổi luật cấm chọn. Với rất nhiều những yếu tố đang được nhà phát triển của hai tựa game này thực hiện, có thể thấy Liên Quân Mobile và Vương Giả Vinh Diệu xuất hiện những sân chơi chung trong tương lai sẽ không còn xa. Thậm chí nha, việc sáp nhập hai tựa game này cũng có thể sẽ đến rất gần khi mà ngày càng có nhiều điểm chung.